Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy nhiệt BT210 này với cái máy tính hoặc là laptop để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy nhiệt này ha. Thì cái máy in này có thể kết nối được điện thoại nè, laptop hoặc là máy tính nha các bạn. Đây là cái máy in không có sử dụng mực, nó chỉ sử dụng nhiệt để in. Đó, các bạn chỉ cần sạc đầy pin và các bạn in thôi ha. Thì khi mà các bạn mua máy á, thì máy in nó sẽ kèm theo là cọc cáp nè, một củ sạc nè và một cuộn giấy nè, một cái đĩa nè các bạn, để các bạn cài cái driver cho cái máy tính hoặc là laptop ha. Thì cái máy in này có thể kết nối với một số cái app trên điện thoại như là sổ bán hàng nè, tính tiền tivi nè, kết việc nè, hoặc là những cái app khác thì các bạn báo bên shop để shop test trước để các bạn tránh trường hợp là mua về thì không sử dụng được nha các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng sơ cái máy in này nha. Rồi bây giờ các bạn mở khay giấy ra nha, để bỏ giấy vào. Ở đây nó có một cái khớp nè các bạn, các bạn lấy ngón tay trỏ các bạn để đây ha, một con tay cái các bạn chịu lại ở dưới và các bạn lấy ngón tay trỏ các bạn bật lên nó sẽ lên nè. Đó. Rồi, bây giờ các bạn lấy cuộn giấy các bạn bỏ vào ha. Thì cuộn giấy các bạn để như thế này ha, các bạn bỏ vào nè. Đó, bạn để như vậy nha, các bạn để ngược là in nó không ra mực nha. Rồi, đằng sau nè, các bạn tháo cái cục pin ra. Rồi ở đây bên mình có dán một miếng dán để bảo vệ trường hợp mà khi mà vận chuyển á, tránh xảy ra trường hợp cháy nổ nha. Rồi bây giờ các bạn lắp lại nè. Các bạn bấm nút nguồn để mở lên nè. Nút này là nút xả giấy nha các bạn. Đó, các bạn bấm nó sẽ xả giấy ra. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn test cái máy nha, để biết được cái tình trạng cái máy nó có hoạt động ổn định hay là hư hỏng gì hay không nha. Rồi bây giờ các bạn tắt máy nha. Rồi các bạn bấm nút hai nút cùng một lúc nè, nó biết hai lần các bạn buông ra. Đây là cái tờ in test của máy nha. Đây, trên tờ in test này nó thể hiện là cái version là phiên bản của máy in nè, cái phone nè, cái serial number, rồi cái cổng USB Bluetooth nè, kết nối USB Bluetooth nè. Rồi đây là cái dung lượng pin nha các bạn có thể in cái tờ này ra để biết được cái dung lượng pin để các bạn sạc các bạn sử dụng nha. Còn đây là tên cái máy in nè, MTB2 nè các bạn. Còn đây là cái mã pin để các bạn ghép đôi với cái hệ điều hành Android nha. Đó, khi mà ghép đôi nó cần cái password, các bạn lấy 4 số 0 này các bạn nhập vào nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kết nối với cái máy tính bằng cái cọc cáp này ha, để mình có thể in nha. Và cái driver đó thì bạn nào mà ổ đĩa không có, máy không có ổ đĩa thì các bạn có thể liên hệ bên shop để gửi cái file mềm để các bạn cài, các bạn khỏi cần sử dụng đĩa nha. Rồi đầu này các bạn gắm vào máy in nè. Rồi đầu còn lại nè, các bạn gắm vào máy tính nha. Sau khi mà các bạn đã kết nối cái máy in với cái máy tính bằng cáp USB á, thì bây giờ các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào đường link của Google Drive để các bạn tải cái driver về để các bạn cài vào cái máy tính nha. Thì sau khi mà tải về á, các bạn được cái file nén như thế này ha. Các bạn click phải vào nè, các bạn chọn exact here nè để các bạn giải nén ra nha. Thì cái bát á, nó nằm ở đây luôn nè, các bạn nằm trong tên của cái file luôn nè. 1.2.0.4 và cộng 1.2.0.4 nè. Các bạn nhập vào để các bạn giải nén ra nha. Rồi các bạn chờ xíu nha. Rồi bây giờ các bạn clip vào cái file đó ha. Các bạn chọn Winter Drive Support Win10 nè. Rồi Windows Driver các bạn chọn là 580. Rồi các bạn chọn Boot 58 Setup N, N là tiếng Anh nha các bạn. Các bạn double click vào hoặc là các bạn click phải vào, các bạn chọn Ronald Admin nha. Rồi ở đây các bạn chọn USB nè, USB cáp nè, kết nối bằng cáp USB nha, các bạn nhấn Next nha. Rồi ở đây á, thì nếu bạn nào không biết cái USB cổng số bao nhiêu á, thì các bạn có thể chọn là cổng 1 nha, thường là cổng 1. Nếu mà cổng 2, 1 không được, các bạn chọn cổng 2 hoặc cổng 3 nha. Thường là cổng 1, các bạn chọn cổng 1 trước nha, sau đó các bạn nhấn Next nha. Rồi bây giờ các bạn bấm OK. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vào quá trình điều khiển của máy in trên máy tính để vào in test thử nha. Các bạn vào góc trái của màn hình máy tính nè, các bạn click phải vào cái lá cờ, các bạn chọn Run nè. Các bạn nhập vào chữ là Control Winter nha, Control Winter, sau đó các bạn bấm OK. Rồi bây giờ các bạn thấy nè, Boot 58 Winter 4 nè. Cái máy in nãy mình mới cài nè, cái driver nãy mình mới chạy, các bạn nó sẽ hiện ra trong này ha. Rồi bây giờ các bạn click phải vào cái chỗ Boot 58 nè. Các bạn chọn Winter Property. Rồi các bạn chọn là Green Test Bay nè, in thử coi nó có ra không nha. Đó các bạn thấy không, nó in ra tờ giấy như thế này là chúng ta đã kết nối thành công rồi nha các bạn.
chúng ta đã cài đặt thành công rồi nè. Đó, các bạn thấy ở chỗ này nè, nó bị mất chữ nè, nếu mà chúng ta xé ra nó sẽ bị mất chữ một khúc nè. Đó, bây giờ chúng ta bấm cái nút này nè, đó nó sẽ nhả giấy ra và chúng ta xé nó sẽ không bị mất chữ ha. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy một cái file Excel mà bên mình đã thiết lập sẵn cho cái máy in khổ K58 để mình in thử nha. Đây là cái file mà bên mình đã thiết lập nè. Những bạn nào mà muốn lấy cái file này á, mua máy bên mình đó thì nói bên mình gửi cái file này cho các bạn nha. Thì cái file này có hai bên, một bên là hóa đơn in bán hàng nè, một bên đó là cái data, cái menu nè, kèm với cái giá nè. Ở bên này á, nó sẽ các bạn bấm vào dấu mũi tên này, nó sẽ sổ ra là nó sẽ có tất cả các menu ở bên này ha, đồng nghĩa là cái giá nó cũng sẽ cập nhật luôn nha các bạn. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn xem nha. Rồi ở chỗ này nè các bạn chọn là bay 1, chu 1 nha. Rồi các bạn chọn máy in hồi nãy mình đã cài nha. Bot 4. Rồi ok 11, rồi mình in thử nha các bạn. Ok các bạn, thì ở đây nó cũng, nếu mà các bạn xé thì cũng mất một khúc nè. Đó, bây giờ chúng ta bấm cái nút này sẽ lên nè. Đó, đây là cái hóa đơn mình vừa in ra nè. Rất là đẹp và sắc nét cho các bạn. Rồi ok, mình sẽ in một tờ thử cho các bạn xem nha. Đó, những cái thông tin này các bạn có thể sửa được nha các bạn. Rồi ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này á, thì các bạn xuống dưới phần miêu tả nha, các bạn click vào đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng đến tận nơi luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha, nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.